Với phòng thờ bị hạn chế với kích thước mà chúng ta vẫn muốn trưng bày lục bình thì mọi người có thể tham khảo cái cặp lục bình sau. Như hiện tại ở trong video này, mọi người đang nhìn thấy là một cặp lục bình sứ Bát Tràng, hàng đất trắng máy cử họa tiết vẽ thủ công của ta, mẫu chế tác là Tứ Quý Trường Xuân, Trung Quốc Trung Ma. Kích thước của cặp lục bình này là cao nguyên thân bình là 74 cm nguyên thân bình, và hiện tại như mình đang đặt lên trên cặp đôn là cao 60. Như vậy là kích thước tổng chiều cao của cặp lục bình này là tính từ chân thủy cho lên đến trên phần miệng là 1m34, đây là 1m34 nhé. Thì cái giá của cặp lục bình này có giá hiện tại đang là 14 triệu một cặp, 14 triệu một cặp. Giờ thì mình xin phép quay cận vào tác phẩm để chúng ta có cái nhìn rõ nhất. Và sau khi xem xong những video của mình, nếu như mọi người thấy video hay và ý nghĩa, và nếu như mà có một cái câu hỏi gì thì mọi người để lại dưới bình luận và cũng như là đăng ký ủng hộ kênh, chia sẻ rộng rãi để nhiều người có thể biết được đến những cái sản phẩm gốm sứ của Việt Nam. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Xin chào. Như cái hay của mẫu tứ cảnh đấy là chúng ta có thể bày được bốn kiểu khác nhau. Ví dụ như đầu tiên chúng ta có thể mỗi một mùa chúng ta sẽ bày một mặt ra. Mặt đầu tiên là hình ảnh chim công và hoa đào biểu tượng của mùa xuân. Sang đến mùa hè thì chúng ta lại xoay cái mặt này ra. Xoay mặt hình ảnh là hoa sen là biểu tượng của mùa mùa hạ. Sang đến đây là biểu tượng của mùa hạ này. Để chúng ta cùng nhìn nhé. Sang đến đây lại là biểu tượng của hạ, như vậy là chúng ta lại đổi được cái góc nhìn, cái sự mới mẻ của sản phẩm. Và tiếp đến theo thì đến mùa thu thì chúng ta lại bày mặt hình ảnh là hoa cúc này ra. Mùa thu chúng ta lại bày mặt hình ảnh là hoa cúc. Mỗi một mùa chúng ta sẽ bày một cái cảnh tương xứng. Đến mùa thu thì chúng ta sẽ lại bày cái mặt hình ảnh là hoa cúc ra để chúng ta ngắm nhìn tác phẩm. Và đến mùa đông, cuối cùng là mùa đông nhé. Đến mùa đông thì chúng ta sẽ lại bày cái mặt chế tác hình ảnh là tùng hạt xuyên liên để chúng ta ngắm nhìn. Đây. Đến mùa đông thì chúng ta lại bày cái mặt chế tác hình ảnh là tùng hạt xuyên liên này ra. Như vậy là có bốn kiểu cách trưng bày đối với cái mẫu Tứ Quý Trường Xuân để chúng ta có thể giúp đổi mới cái không gian phòng thờ của chúng ta liên tục. Xin chào mọi người, mình là Khánh, mình chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng, với mong muốn là giúp tất cả mọi người chúng ta có thể xem và hiểu rõ nhất về sản phẩm, không phải nhìn qua hình ảnh. Mọi người có thể xem video trực tiếp. Mình làm rất nhiều những cái video chi tiết về những cái sản phẩm gốm sứ của Bát Tràng và liên tục cập nhật lên trên kênh rất nhiều những cái sản phẩm mới nhất. Mọi người có thể lên trên kênh tham khảo. Hiện giờ thì mình đang làm hai kênh. Ở kênh đầu tiên là kênh gốm sứ Bát Tràng. Ở trên kênh gốm sứ Bát Tràng thì có rất nhiều những cái sản phẩm thuộc cái dòng sản phẩm của Bát Tràng, như là ví dụ gồm bát, đĩa, ấm, chén, đồ thờ, bình phong thủy, chum, vại. Nói chung là tất cả những cái sản phẩm gì của Bát Tràng mình sẽ đưa lên trên kênh gốm sứ Bát Tràng. Mọi người có thể lên trên kênh đó và tham khảo. Và một kênh thứ hai nữa là kênh vật phẩm phong thủy. Thì trên kênh vật phẩm phong thủy thì mình sẽ chỉ đăng lên những cái sản phẩm như là bình phong thủy, tượng và những cái món đồ phong thủy để chúng ta trưng bày. Nếu như mọi người mà muốn
xem những vật phẩm chuyên về phong thủy thì mọi người có thể lên trên kênh vật phẩm phong thủy. Cái đường link của hai kênh này thì mình sẽ để ở cái mục bình luận và mô tả của video. Mọi người có thể lên trên kênh, bấm vào cái đường link đó để lên trên kênh để tham khảo những cái mẫu mới nhất của Bát Tràng hiện tại. Bởi vì không phải ai cũng có thời gian hay là điều kiện để chúng ta có thể đến tận nơi xem sản phẩm thực tế được. Chính vì vậy mình làm những cái video này với mục đích là chia sẻ với mọi người hiểu hơn nữa về sản phẩm và cũng như là biết thêm những cái sản phẩm gốm sứ được sản xuất tại Bát Tràng Việt Nam. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Xin chào.